Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng Tạo Olympus. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách để chúng ta có thể xử lý một làn da khá là nhiều nhược điểm, nhưng mà nó khác so với làn da khác. Đó chính là chúng ta sẽ phải xử lý cái làn da phía lớp bên dưới. Còn những cái giống như là các cái giọt nước này, các cái hiệu ứng làn da mướt mát một chút đó, thì chúng ta vẫn phải giữ được nguyên. Vậy thì có cái cách nào đó để chúng ta có thể xử lý một cách nhanh nhất, gọn lẹ nhất có thể, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Cách này nó cũng rất là nhanh và nó cũng không quá là khó, và mình tin là ai cũng có thể làm được. Và bây giờ mình sẽ đi về chi tiết nhé. Đầu tiên là các bạn hãy mở cái ảnh tư liệu mà mình sẽ gửi cho các bạn ở cái phía dưới đường link mô tả. Các bạn hãy download về và mở bằng Photoshop. Sau đó các bạn hãy ấn Ctrl Z, chúng ta sẽ nhân đôi cái layer background lên. Và chúng ta sẽ sử dụng cái kênh Channel. Ở đây thì tại sao chúng ta lại phải sử dụng cái kênh này? Mục đích mình sử dụng cái kênh này là để làm gì? Để chúng ta có thể là chọn lựa được những cái nhược điểm trên khuôn mặt của cô gái này. Ở đây các bạn hãy thử cho mình, nó có ba cái kênh, là kênh màu red là màu đỏ, da khá là mịn đúng không? Green thì cũng ok, cũng chỉ có một chút thôi. Còn blue thì mình thấy là cái phần nhược điểm ạ, nó sẽ rõ ràng hơn, cái độ tương phản cao hơn, nên mình sẽ sử dụng cái kênh blue. Các bạn hãy cầm chuột trái kéo vào cái phần tạo một cái layer mới là blue copy. Sau đó là các bạn hãy vào filter other này, high pass. Các bạn hãy chọn cho mình cái phần radius là 10 pixel nhé. Ở đây tại sao lại là 10? Tại vì nếu như là 10 á, thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn cái phần nhược điểm ở trên làn da, mà mục đích là chúng ta đang xử lý các cái nhược điểm. Vậy thì các bạn hãy chọn cho mình thông số 10, ok này. Chọn cho mình về một cái màu ghi trên màu foreground này. Mình sẽ chọn về đây là một cái màu foreground nhé. Chọn một cái điểm màu ghi trên da của cô gái này, ok. Sử dụng cái nét cọ B này, brush. Mình sẽ tô vào mắt những cái phần mà mình không mong muốn là sẽ làm mờ đi hoặc thay đổi gì ở trên cái khuôn mặt này, thì nó sẽ là mắt, môi và mũi nha các bạn nhé. Khi các bạn tô xong thì các bạn hãy vào cho mình một cái lệnh quan trọng. Các bạn vào Image và cái phần Calculation này, các bạn click vào đây giúp mình. Ở đây tất cả những cái phần thông số như là stroke 1 này, 2 này, các bạn giữ nguyên tất cả cho mình. Và các bạn chỉ chọn cái phần Blending cho mình là Liner 9 các bạn nhé. Và tại sao lại là Liner 9? Khi các bạn click vào Preview các bạn sẽ thấy là gốc của chúng ta này, sau khi để chế độ hòa trộn là Liner 9, các bạn nhìn thấy cái phần ảnh của chúng ta nó sẽ được rõ nét hơn, cái phần nhược điểm cũng rõ hơn. Ok, và các bạn sẽ lặp lại cái bước này cho mình 2 lần nữa. Đến đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ tách được hai cái phần. Đây là những cái phần nhược điểm là phần màu đen nhé các bạn nhé. Cái phần làn da bình thường của họ giống như là cái phần mũi này, nó sẽ là màu trắng. Các bạn ấn Ctrl click vào cái thumbnail của Alpha 3 này này. Sau đó Ctrl Shift Y, chúng ta sẽ đảo vùng chọn đi và quay trở lại với cả cái RGB. Quay trở lại cho mình cái bảng layer giúp mình. Đến đây các bạn nhìn thấy không, chúng ta đã chọn được cái phần nhược điểm rồi. Mục đích của việc chúng ta sử dụng channel đó chính là chọn được các cái nhược điểm một cách nhanh nhất và chính xác nhất có thể. Vậy thôi. Sau đó là đến đây các bạn hãy sử dụng cho mình cái lệnh là lệnh covert. Covert. Các bạn hãy kéo thử đi. Nếu như mà các bạn hãy kéo lên thì các bạn sẽ nhìn thấy như này, và các bạn kéo xuống thì các bạn sẽ thấy cái sự hiệu quả, đúng không? Vậy thì cái phần đồ thị này các bạn hãy kéo xuống cho mình, sao cho các bạn hãy nhìn cái phần nám và cái phần da gốc nó hòa trộn, tức là nó đồng màu với nhau hơn. Phần da gọi là miếng da tốt đây này, nó hài hòa với nhau hơn, thì có nghĩa là thông số đó là phù hợp. Mình nghĩ cái thông số này là 43 và 40 là phù hợp. Sau đó là các bạn hãy tắt nó đi và các bạn hãy ấn Ctrl Alt Shift E. Chúng ta sẽ tạo một cái layer mới kết quả của những cái bước trước. Ở đây nó là layer 2. Ở đây với một số những bạn mà cẩn thận đó, thì các bạn có thể là sử dụng cái lệnh Path Tool.
Mình nghĩ là mình sẽ làm qua qua về cái phần này thôi. Và sau đó là các bạn hãy Ctrl Z, chúng ta hãy vào lệnh filter blue này, surface blue này. Và các bạn hãy cho mình cái thông số là cái phần radius nó sẽ là 24 và cái thông số threshold ở dưới các bạn hãy để cho mình là 19 này. Đây. Sau đó các bạn ấn OK. Sau đó các bạn hãy chọn cho mình cái chế độ hòa trộn, đó chính là Lighten. Và đây chính là cái kết quả của chúng ta. Bây giờ mình sẽ gom toàn bộ những cái phần chúng ta đã làm vào. Và đây là cái gốc này. Và đây là cái chúng ta sẽ nhận được sau khi chúng ta sử dụng cái cách này. Và đây là một cái trong những cái cách mà mình cảm thấy nó rất là hay. Nó xử lý được gần như là toàn bộ cái phần da của chúng ta chỉ bằng cái công cụ vùng chọn và Covert. Đấy là cái bước quan trọng. Chỉ có một vài bước cơ bản như vậy mà chúng ta đã xử lý được cái hình ảnh đẹp như vậy. Thì mình tin là các bạn có thể áp dụng cái cách này để xử lý những cái hình ảnh dạng tương tự, hoặc là với một cái lớp nào đó nó khó hơn. Nếu như bạn nào mà yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.